Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng này. Và nói chung tất cả các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Thì cái video ngày hôm nay sẽ là cái video phá đảo cái trò chơi đi tìm ông nội biến thái. Thắng đã chơi cái trò này bây giờ còn khoảng 9 hay là 10 hay là 11 màn nữa thôi là Thắng sẽ phá đảo cái tựa game đi tìm ông nội biến thái này. Một khi đã phá đảo được cái tựa game ông nội biến thái này thì ông nội sẽ không bao giờ trốn ra ngoài chơi nữa. Ông nội sẽ ở nhà chơi với Thắng đến hết đời các bạn ơi. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và một đăng ký kênh nhé. Còn nhiều được ra video tiếp theo. Còn bây giờ Thắng sẽ đi phá đảo cái tựa game này đây. Let's go! Thì cái game giải cứu ông nội này thì có 36 màn tất cả này. Thì Thắng đã chơi đến cái màn 27 rồi. Và hôm nay Thắng sẽ tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 màn nữa thôi là Thắng sẽ phá đảo được cái tựa game đi tìm ông nội biến thái này. Ok, let's go. Vào màn 27 chơi thôi các bạn ơi. Yes. Ông đang chạy gõ. Có một con gà này. Con gà này là con gà thật nhá, chứ không phải là cái con gà phép thuật đâu các bạn ơi. Đó, có con gà và có quả trứng này. Thắng đã lướt bên kia xem nào. Không còn gì, có một cái chảo sao ấy à, không phải cái chảo, cái này là cái giá để đựng trứng. Thắng sẽ mở tủ nào. Ô, có cái lò vi sóng không? Hay là cho cái quả trứng này vào trong lò vi sóng vậy? Đúng rồi, thắng sẽ nhặt cái quả trứng này lên. Ok, yes. Bây giờ thắng sẽ cho cái quả trứng này vào cái lò vi sóng. Wow. À, ấp trứng trong cái lò vi sóng để cho cái quả trứng nó chín đi. Tại sao cái quả trứng này lỗ được nhở? Wow. Hay là cái quả trứng này là cái quả trứng phép thuật nhở? Cho vào trong lò vi sóng, thằng nghĩ là nó phải chín chứ. Tự nhiên bây giờ nó lổ tung luôn cả cái lò vi sóng này các bạn ơi. Ok, thằng sẽ nghĩ cái khác nha. Thằng sẽ nhặt cái quả trứng này lên. Ok, nhặt được con gà không? Không nhặt được con gà, mở tủ xem nào. Trong tủ có miếng thịt nè. Có miếng thịt nè. Hay là cho con gà nó ăn thịt nhỉ? Con gà nó không ăn thịt này. Thằng sẽ mở cái cửa sổ ra nữa. Có cửa sổ có cái khăn ấm nè. Hay là cho cái miếng thịt bò này vào trong lò vi sóng trước này. Mở lò vi sóng ra. Cho cái miếng thịt bò này vào trong này. Không cho được luôn, tức là thằng không lấy được cái miếng thịt bò này. Thằng sẽ để cái miếng vải này ra đây. Đó. Ấp trứng. Hay là ông ở trong cái quả trứng này nhỏ. Thằng sẽ cho cái quả trứng này lên đây này. Đó. Xem nào. Wow. Ông như kiểu xuất hiện như kiểu là một vị tiên luôn bạn ơi. Ông xuất hiện từ trong cái quả trứng ra. Buồn cười quá, ông của mình như kiểu là thần tiên sao. Biết hết mấy cái phép thần thông biến hóa nha. Sợ thật. Tiếp tục sang cái màn tiếp theo. Wow, sinh nhật nè. Hôm nay không phải là sinh nhật của ông Thắng. Ông Thắng làm gì có kiểu sinh nhật một que lế này. Sinh nhật một que lế này là một tuổi. Phải sang lấy cái que lế này đi. Đó. Hay là sinh nhật của ông Thắng nhở? Nếu mà ông Thắng năm nay 80 tuổi chẳng hạn lại cắm 80 que lớn, đúng không? Hôm nay là sinh nhật của ông Thắng đi, cứ coi vậy đi. Coi nào hôm nay là sinh nhật của ông Thắng đi. Bây giờ Thắng sẽ tắt điện đi này. Đó, để hát Happy Birthday. Nhưng mà tôi như thế này thì hát bao giờ ông ra? Xem nào. Wow. Có bao nhiêu người chuẩn bị chúc mừng sinh nhật ông nè. Đó, bây giờ, ông đây nè. Ok, Thắng đã tìm thấy ông rồi nhé. Happy Birthday to you. Tiếp tục sang cái level tiếp theo. Wow. Thắng đang ở một cái dòng sông này. Bây giờ phải xem ông ở đâu này. Không phải ông nhá. Thằng kia không phải ông này. Trời đất ơi, sao nhiều người giống nhau vậy. Chọn bừa một hình đi. Chọn cái hình ông cuối cùng xem này có... Phải luôn nè. Wow, quá là hay luôn. Đừng chọn bừa thì được luôn. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Có cái tủ này, có con chó này. Có cửa sổ này, mở cửa sổ ra. Cái tủ này có gì ta? Wow, cái tủ này vẫn có miếng thịt bò này và cái quả táo nè. Quả táo này để làm gì ta? Quả táo này không làm gì được nè các bạn ơi, không đáp ra ngoài cửa sổ được. Cho con chó ăn à? Đúng rồi, cho con chó ăn nè. Cho ăn táo. Bây giờ thằng mới để ý kỹ nhá, là cái con chó này nó ngồi lên cái cuốn truyện 18 cộng của ông nội Thắng. Bây giờ phải làm thế nào để đuổi con chó này đi ra ngoài kia kìa. Cho nó ăn miếng thịt bò à? Đúng rồi, cho nó ăn miếng thịt bò đấy. Nó ăn quả táo xong nó ăn miếng thịt bò. Đáng nhẽ là phải cho nó ăn miếng thịt bò trước, xong bắt đầu cho nó ăn cái quả. Cái gì đây? Mình quên không nhìn này. Sao tự nhiên mình lại bị thua vậy? Chơi lại nào. Sao tự nhiên Thắng cho cái con chó này ăn thịt bò thì nó lại cắn Thắng nhỉ, phải không ta? Thắng sẽ cho nó ăn lại à? Lúc ấy Thắng chưa nhìn thấy. Thế nào? Đấy, nó ăn miếng thịt bò này rồi nha. Nó có cắn Thắng không hả? Hay là cho nó ăn quả táo nữa nó mới cắn Thắng này. Thắng sẽ thử cho nó ăn lại nào.
lúc đấy Thắng quên không nhìn, Thắng cứ nói thế là Thắng quên không nhìn. Đó, cho ăn quả táo này, xem nào nó cắn Thắng hay là nó làm gì nào. Wow, kiểu như là một công thức để tạo ra một con sư tử ấy. Ui, cái con chó của Thắng đã biến thành cái con sư tử rồi. Ui, sợ quá. Lại nào, bây giờ sẽ không cho nó nữa. Bây giờ Thắng sẽ cầm cái đĩa của nó này đi, không cho nó ăn nữa, nên Thắng sẽ le luôn cái đĩa của nó đi. Đây, Thắng mở cửa sổ ra, Thắng le ra bên ngoài. Ơ, không le được này. Trời đất ơi, không le được này. À, le được rồi. Wow, đơn giản thế này mà Thắng không biết từ lấy đến giờ, cứ cho nó ăn xong rồi nó cắn lại mình. Đây, bây giờ Thắng đã có thể lấy cái cuốn truyện này rồi. Ok, cầm cuốn truyện này lên. Cuốn truyện 18 cộng của ông. Bây giờ Thắng sẽ le tiếp nha, để cho ông này vứt ra ngoài cửa sổ này. Đó, ông chuẩn bị xuất hiện này. Đó, ông đã xuất hiện ngay và luôn. Ông Thắng ấy, dù ở đâu xa tít tận chân trời, cứ đánh hơi được cái cuốn truyện này là ông Thắng sẽ trở về nhà ngay. Ok, sang màn tiếp theo. Wow, đây là ông của Thắng đi xuyên tường à? Có phải không? Nhưng mà vẫn còn cái dây này. Chắc là cái dây này ông đã buộc vào chân để đánh dấu cái đường trở về nhà. Ok, Thắng sẽ tìm tiếp này, tìm xem trong tủ này có gì không. Trong tủ có gì đây? Trong tủ này có một con cờ này. Con cờ này rất giống vào đây. Nhưng mà Thắng không hiểu cái chữ này là chữ gì. Thắng sẽ đéo đây này các bạn ơi. Xem nào. Wow, cái màn này Thắng không hiểu mấy các bạn ạ. Nói chung là cái màn này là cái ngôn ngữ Nhật ấy, là Thắng sẽ không hiểu. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Các bạn ơi, nhìn ông của Thắng này. Wow, ông của Thắng đi tập gym đã biến thành một cái người lực sĩ. Nhưng mà không phải đâu, đây là cái bức tượng này. Hay là ông của Thắng bị đóng băng trong cái bức tượng này nhở? Xem nào, Thắng sẽ tìm cách để hóa giải cho ông, để ông trở về cái cơ thể ban đầu các bạn ơi. À, có thằng bạn đánh bóng chè của Thắng này kiểu nó đang tức điên này. Chắc là nó không có ai vứt bóng cho nó đánh ý. Bây giờ Thắng sẽ lấy bóng đang vứt cho nó đánh nè. Ok, cầm ba quả bóng chè lên rồi và vứt cho nó đánh này. Đánh đi. Hây chú. Nó đánh trượt rồi. Nó đánh trượt rồi, nó tức cỡ bạn ơi. Rồi, mặt của nó cỡ ra bao nhiêu là mồ hôi luôn. Vứt cho nó quả lửa. Đánh đi, nào. Nó lại đánh trượt. Và nó đánh trượt tức điên lên ấy. Nó tức thì người nó kiểu như nó bùng bùng lửa lên. Mình sẽ làm cho nó hết tức này. Mình sẽ lấy lửa ở người của nó. Đó, lấy được lửa trên người của nó luôn nhé. Wow, bên này có cái xoong này. À, Thắng sẽ dùng cái xoong này này. Thắng châm lửa lên. Đó, cháy rồi. Đó. Bây giờ Thắng sẽ lấy cái bức hình của ông nha. Ok, và Thắng sẽ thả vào cái lồi này. Wow. Đó, cái bức tượng này nó đang tan chảy ra. Ông xuất hiện. Đúng, biết ngay mà đây là ông mà. Nhưng mà Thắng đang thắc mắc tại vì sao ông ở trong cái lồi đấy, ông không cảm thấy nóng à? Ok, lấy sang màn tiếp theo. Wow, có đĩa bay cơ. Mình sẽ lấy cái đĩa bay này. Wow, không lấy được nè. Đợi nó bay lại nữa. Đó, ôi trời ơi. Ôi, không lấy được các bạn ơi. À, có tên oanh bóng chày ở nhà mình nè. Lúc ấy nó oanh bóng chày, nó tức ơi là tức mà nó vẫn chưa cút đi, nó cứ ở nhà mình các bạn ơi. Thôi, cái đĩa bay này không lấy được đâu. Thắng sẽ bảo tụi à, có máy ảnh này. Cái tên này dáng của nó đứng đang đẹp nên là Thắng sẽ chụp ảnh cho một kiểu để Thắng đăng lên Facebook. Ok, chụp nào. Đó, ra ngay một tấm. Ôi, ở đằng sau cái tên bạn đánh bóng chày này có một con ma này các anh. Wow, thấy chưa? Mình sẽ đưa bức ảnh này cho nó. Không phải con ma thật đâu mà là cái máy ảnh này này. Cái máy ảnh này lúc chụp ảnh nó tự thêm cái con ma vào ấy lên ạ. Bây giờ Thắng sẽ chôn nó để cho nó xem tấm ảnh nha. Đấy, xem đi. Mày xem đi. Xong rồi nó sợ nó sẽ chạy đi nhá. Đó, thấy chưa? Cái đồ nhát thối. Bây giờ Thắng sẽ tìm ông ở trong tủ này. Kiểu gì ông cũng ở trong này luôn. Không có à? Đó, bên này nè. Yeah, đã tìm thấy ông rồi các bạn ơi. Yeah. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Ở đây có vũng nước này. Có vũng nước này, có cái đồng hồ này, có cửa sổ này. Thắng cửa sổ ta. À, có đứa em gái của Thắng nè. À các bạn ơi, không phải là cái cửa sổ nó đóng đâu, mà là cái cửa sổ ở bên ngoài trời kia nó đang dâm ấy. Trời ơi, sắp mưa ấy. Đây này. Bây giờ Thắng sẽ lấy cái mặt trời ở cái áo của em gái Thắng. Lấy nha. Rồi Thắng sẽ kéo cái mặt trời này ra cái chỗ cửa sổ này đây. Đó, thì trời ở ngoài kia nó sẽ không đâm nữa và nó sẽ lắng.
nó sẽ lắng vào cái hồ bơi trong cái ngôi nhà của thằng Giang, nó sẽ bốc hơi hết sạch nước đi. Đúng rồi, nhưng mà vẫn chưa bốc hơi được này. Bây giờ thằng sẽ tìm kiếm đồ. À đây đây, đây có cái kính núp nè. Thằng sẽ sử dụng cái kính núp này nhá để chiếu vào cái hồ này. Xem nào, được không? Đó, được luôn nè. Bây giờ nước nó sẽ bốc hơi và wow. Ông của thằng hóa trang thành con hải cẩu đấy, thành cái con chó biển đúng không? Thành cái con chó biển. Thế là bây giờ thằng đã tìm thấy ông của thằng rồi. Trời ơi, ông may cái bộ đồ chó biển y hệt là cái bộ quần áo của ông nè. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Ông của thằng bị làm sao đấy các bạn ơi? Trời ơi, ông của thằng kiểu như bị đau mắt sao, kiểu như đau mắt đỏ ấy. Bây giờ thằng phải làm thế nào bây giờ? Đau mắt này sẽ phải đeo kính, thằng sẽ lấy kính của cái tên này. Đó, tên bạn đánh bóng chày này. Trời ơi, nó suốt ngày nó ăn ngủ ở nhà của thằng nè. Mở tủ có kính núp này. À, có kính núp này. Thằng sẽ sử dụng cái kính núp này xem nào. Đây, đá ra cái cửa sổ này. Wow. Trời ơi, mắt của ông là cái tia laser đấy các bạn ơi, chứ không phải là đau mắt đỏ đâu. Wow, thằng giơ cái kính núp lên xong rồi mắt ông nó chiếu rọi lại thì là cháy nhà luôn. Trời đất ơi, bây giờ phải thử lại nào. Mình sẽ lấy cái kính này. Bắt buộc là phải lấy cái kính rồi. Bây giờ phải làm thế nào ta? Làm thế nào ta? Melu này. Các bạn ơi, các bạn ở chữ Melu có cái đồng hồ nè. Lấy cái đồng hồ này luôn. Xem nào, thả cái đồng hồ này vào người của ông nha. Đó. Xem nào. À, thằng ra thôi miên. Thằng ra dùng cái thuật thôi miên ông. Ok. Ông đang ngủ say tít lò rồi. Bây giờ ta sẽ đeo cái kính này vào mắt của ông. Yeah. Hy vọng là sẽ qua màn. Wow. Ok các bạn ơi. Yes. Ông đã đi ngủ rồi nè. Và ông đấy, mắt của ông sẽ không còn tia laser nữa. Ui. Ông của thằng không hiểu là lấy sức mạnh đâu mà lúc thì biến thành người nhện này, lúc thì biến thành phù thủy, lúc thì thành thiên thần. Nói chung là ông của thằng có nhiều cái phép biến hóa như kiểu là Tôn Ngộ Không luôn ấy. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Gì đấy ta, gì đấy ta? Hình như đây là cái màn cuối rồi và ông của thằng này, ông của thằng không trốn đi chơi nữa này. Đó, ông của thằng đang chịu ngồi yên để uống nước của người thằng này. Nhưng mà ông bảo là hết trà rồi, đi rót trà cho ông này. Đấy, nên là mình sẽ phải đi rót trà cho ông này. Không biết ông có trốn đi chơi không ta? Các bạn xem nha, các bạn xem nha, xem ông có trốn đi chơi không? Biển cay mờ, nhìn cái kiểu lắc tung 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 tung. Nào, ông chuẩn bị đi chơi này, đó. Đó, trời ơi, ông bật lò xo ra. Vâng. Mình cứ tưởng là phá đảo được game là ông sẽ không đi chơi nữa cơ. Vâng, nhưng mà bây giờ đến cái màn cuối rồi thì ông lại đi chơi. Nhưng mà hết game rồi, bây giờ không thể tìm được ông nữa các bạn ơi. Nói chung là ông đi chơi và hết game nên là sẽ không tìm được ông nữa. Ok, và tóm lại là từ bây giờ thằng sẽ ở một mình thôi các bạn ơi. Yes, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của thằng và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. À mà thằng không ở một mình đâu mà thằng ở với cái thằng bạn đánh bóng chày của thằng nữa. Ok, và bye bye.